Phật thánh nhân hành pháp ấy, hàng phục các ma, vượt qua năm nẻo, giữ sạch năm thứ mắt, được năm sức, dựng năm căn, chẳng não loạn người khác, về các xấu xa lộn xộn, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi giảng danh, ra khỏi bồn lầy, không tự trói buộc vướng mắc, không có cái gì của mình, không thọ lãnh vật gì, tâm mình chẳng rối loạn, vui theo ý người khác, tùy theo thiền định, lìa các chỗ sai lầm. Nếu được như vậy là xuất gia chân thật. Lúc ấy Duy Ma Cật nói với những người con nhà trưởng giả rằng các ông nên cùng nhau xuất gia ở trong chánh pháp. Tại sao vậy? Vì rất khó gặp Phật ra đời. Những người con nhà trưởng giả nói rằng: cư sĩ, chúng tôi có nghe Phật dạy rằng cha mẹ chẳng cho phép chẳng được xuất gia. Duy Ma Cật nói: đúng vậy, các ông nên phát tâm an hậu đà la tam miệu tam bồ đề, như vậy tức là xuất gia, như vậy tức là đầy đủ. Lúc ấy 32 người con nhà trưởng giả đều phát tâm an hậu đà la tam miệu tam bồ đề. Vậy nên còn chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Phật bảo A Nan, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này: con còn nhớ lúc trước thần Thế Tôn có chút bệnh cần dùng sữa bò, con liền ôm bát đến đứng ở cửa nhà một người bà la môn. Bấy giờ Duy Ma Cật đến hỏi con rằng: dạ thưa ngài A Nan, tại sao sáng sớm ngài đã ôm bát đứng đó? Con đáp rằng: cư sĩ, thần Thế Tôn có chút bệnh cần dùng sữa bò, cho nên tôi lại đây. Duy Ma Cật nói: thôi thôi A Nan, đừng thốt ra lời ấy. Thần Như Lai là thể kim cang đã dứt hết mọi điều dữ, tụ hội mọi điều lành, làm sao có bệnh, làm sao có não. Hãy im lặng mà đi A Nan, đừng bêu xấu Như Lai, đừng cho kẻ lạ nghe lời thô thiển ấy, đừng để chư thiên đại oai đức cùng chư Bồ Tát các cõi tịnh độ phương khác đến đây nghe được lời ấy. A Nan bậc chuyển luân thánh vương nhờ phước ít mà còn không có bệnh, huống chi Như Lai vô lượng phước hội hơn khắp mọi người. Đi đi A Nan, đừng để chúng tôi mang điều sỉ nhục ấy. Các thầy ngoại đạo nếu nghe được lời ấy, họ sẽ nghĩ rằng: như vậy sao đáng gọi là thầy? Bệnh mình chẳng cứu chữa được, há cứu chữa được bệnh người khác sao? Ông nên mau lùi bước cho kín nhẹ, đừng để người ta nghe biết. A Nan nên biết thân của các vị Như Lai là pháp thân, chẳng phải là thân do ái dục sinh. Phật được thế gian tôn trọng hơn hết chúng sinh trong ba cõi. Thần Phật không có phiền não, các phiền não đã dứt hết. Thần Phật là vô vi, chẳng bị khép vào số mệnh. Cái thân như vậy há có bệnh tật gì? Thế Tôn lúc ấy có thật mang lòng hổ thẹn. Chẳng lẽ được gần Phật mà nghe lầm sao? Con liền nghe có tiếng phát ra từ không trung rằng: A Nan, đúng như lời cư sĩ, chẳng qua là Phật ra đời nên thế giới xấu xa có năm điều ô trược, nên ngài thị hiện thi hành pháp ấy để độ thoát chúng sinh. A Nan đi đi, hãy nhận lãi sữa, đừng thẹn. Thế Tôn, trí huệ biện tài của Duy Ma Cật là như vậy đó, vậy nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Cứ như vậy, lần lượt 500 đại đệ tử, mỗi vị đều nói ra duyên cớ trước đây của mình, xưng thuật lời lẽ của Duy Ma Cật. Thầy đều biết rằng mình chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh. Phẩm thứ tư, Bồ Tát. Lúc ấy Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này: con còn nhớ lúc trước, còn vì vị thiên vương ở cung trời Đô Xuất cùng quyến thuộc của người mà giảng thuyết công hạnh của địa vị bất thối chuyển. Bấy giờ Duy Ma Cật đến bảo con rằng: thưa Bồ Tát Di Lặc, Đức Thế Tôn có thọ ký cho nhân già một đời nữa, ngài sẽ đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Do đời sống nào mà được sự thọ ký ấy? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Nếu là đời quá khứ thì đời quá khứ đã dứt, nếu là đời vị lai thì đời vị lai chưa tới, nếu là đời hiện tại thì đời hiện tại không trụ. Như Phật có dạy tỷ kheo, ngay lúc này đây các ông vừa sinh ra, vừa già đi, vừa diệt mất. Nếu do vô sinh mà được thọ ký, thì vô sinh tức là chánh vị. Đối với chánh vị không có việc thọ ký, cũng không có việc đắc an hậu đa la tam miệu tam bồ đề. Làm sao Di Lặc được thọ ký một đời sinh ra nữa? Là theo như sinh mà được thọ ký chăng? Là theo như diệt mà được thọ ký chăng?
Nếu là theo như sinh mà được thọ ký thì như không có sinh, nếu là theo như diệt mà được thọ ký thì như không có diệt. Tất cả chúng sinh đều là như, tất cả các pháp cũng là như. Các vị thánh hiền cũng là như, cho đến Di Lặc cũng là như. Nếu Di Lặc được thọ ký, tất cả chúng sinh lẽ ra cũng được thọ ký. Tại sao vậy? Nếu là như thì chẳng hai chẳng khác. Nếu Di Lặc đắc quả A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, tất cả chúng sinh lẽ ra cũng đều đắc quả. Tại sao vậy? Tất cả chúng sinh tức là tướng Bồ Đề. Nếu Di Lặc được diệt độ, tất cả chúng sinh cũng sẽ được diệt độ. Tại sao vậy? Chư Phật biết rằng tất cả chúng sinh tất cánh tịch diệt, tức là tướng Niết Bàn, chẳng còn sự diệt độ nào nữa.